Thì chúng ta tới tiếp bài số 111 Thì với vật liệu làm cho cái bàn này Các bạn cũng có thể làm cho nó Thêm một chút dơ bẩn Ở cái phần góc cạnh Nghĩa là tôi sẽ kéo tiếp một cái vật liệu Physical Copy xuống đây Vào cái bộ map từng cũ Lấy cho nó cái texture kiểu này Quang vào base layer 2 corona o lấy cho nó cái map này tỷ lệ nó tương đối là ít đúng không ok bỏ invert đi mask 2 swap Các bạn có thể UV riêng cho cái Texture này Với cái Texture sử dụng cho cái Corona AO sang Channel 2 Và bây giờ tôi sẽ đứng trên toàn bộ cái đối tượng này UVW Map cho nó box Channel 2 thôi 600 Đó đang hơi nhiều 10 hơi ít 30 cho nó tối đi một chút giảm brightness Ok các bạn cũng làm tương tự với cái tab đầu giường này. Channel 2. Tôi sẽ làm luôn vật liệu cho cái phần ghế này. Copy của vật liệu này. Gán cho nó. Oh, về đâu đó, đó Đúng ra phần này chúng ta phải unwrap Làm lấp liếm đi thôi tôi sẽ cho cái tông màu này nó hơi đỏ một chút cho nó hơi nâu nâu tăng cái brightness này bởi vì chúng ta còn cái ghế bên cạnh nữa sau này sẽ làm cái vật liệu da cũng với cái tông màu nâu nâu giống cái mặt ghế này cho nó đỡ lệch lạc có thể tối hơn một chút có thể sáng hơn một chút nhưng nhìn chung đừng có khác màu quá Muốn tả kỹ hơn, các bạn có thể cho nó băm một chút trên cái bề mặt này. Cũng không nhất thiết phải sử dụng cái texture gỗ ở trên kênh base layer. Chúng ta dùng mấy mắp xước nhỏ nhỏ này. Đó. Kiểm tra này xem Bỏ in invert Ok, các bạn có thể làm thêm Cho nó bám một chút dơ Trên cái bề mặt này Tôi sẽ vào cái bài số 111 Lấy mấy cái vết cà phê này Crop Tiếp tiếp Ok, can chuẩn e. Chúng ta sẽ làm cho nó blur đi một chút. Để như này thì nó hơi sắc nét đúng không? đơn giản nhất, tôi sẽ đứng ở công cụ magic wand, chọn cái vùng màu trắng này. Trượt phải. Feather để nó khoảng 4 hoặc 5 pixel. Sau đó đổ cái màu trắng lên. Đó. Cái phần biên này nó sẽ mờ hơn. Save cảnh đặt tên là mask put vào đây sang đây base vào đây lấy cái map kiểu này sử dụng nó thông qua cái map corona color correct cho nó tối đi chút. Layer 1. Copy. Cái này thì các bạn có thể đổi nó sang một cái channel khác, channel 2. Lát chúng ta sẽ UV riêng cho cái map này đúng không? Lấy cho nó cái ảnh này hiện tại đang bị ngược output invert mass mode OVW map tiếp channel 2 đứng ở vật liệu này gắn rồi di chuyển ra mép này, scale cho nó to ra, đó, rơi luôn. Các bạn cũng có thể làm cho cái phần rìa này này, bởi vì chúng ta ngồi cọ sát nhiều, nó chày cái phần mép này ra. Tôi sẽ sử dụng cái vật liệu này luôn. À, ở đây tôi sẽ cần copy kính băm cho cái vật liệu viết dơ này Sử dụng cái này luôn Rồi copy cái này kéo đây Thì với cái vật liệu này khi mà nó chảy xước ra nó lộ cái lớp gỗ có thể là nó sáng màu hơn đây là chúng ta sẽ chỉnh ở đây Tăng sáng thêm chút nữa Đó Và tôi sẽ ném nó vào Layer 2 Tôi sẽ cần dùng Corona AO nữa Copy này luôn Và các bạn có thể nhận ra cái nguyên tắc làm nó cũng khá đơn giản đúng không? Cái này tôi sẽ để inside nhé. channel 2 sâu thử xem rồi color split nó đã trắng hơn một chút rồi đấy distance để 10 thôi tăng sáng tiếp lên nào. ok hiện tại nó đang bám hơi nhiều tôi chỉ muốn một chút trên area này thôi có lẽ cái đáy của nó cũng có polygon chúng ta sẽ xóa cái mặt đáy đi đây này edit poly chọn cái độ 4 xóa Rồi, tôi muốn giữ lại tông màu cái phần mặt ghế này Thì cái phần rìa này tôi sẽ cho nó nhạt đi một chút Ok Để mắc distance khoảng tầm 6 ly thôi Cái vật liệu này các bạn có thể cho nó reflect Nghĩa là nó bóng hơn Bởi vì nó bị cọ sát nhiều corona color correct tối đi một chút đó cái vết này cao quang nó xuất hiện rõ hơn này cái phần rìa này chưa được ngon lắm Có lẽ tôi sẽ đổi nó sang cái texture khác Lấy cái này xem Đổi nó sang trên độ 3 đây Bởi vì chúng ta không ăn Wrap đây là những cái vị trí vết cắt này trông nó khá là giả tạo. Có cái gì đó sai sai. Kiểm tra lại xem. À. Nó bị hở. Này tách thành hai phần khác nhau. À, các bạn chọn cái đồng 1, Ctrl A giúp tôi nha sau đó chúng ta sẽ kích vào well này. Rồi. Ngon rồi. OVW map box trên độ 3. 600 Bấm phím M lên 15 Đó Cho nó rõ hơn Ừ Tôi sẽ đổi cái vật liệu Cái game sắt của cái bàn này Sang cái tông màu cho nó sáng hơn Này Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp. Theo.